đến anh Hoàng Sao. Xin chào mọi người. Em thích chơi hồ lắm. Cảm xúc thế nào hả cầu thủ? Cầu thủ hôm nay cảm xúc chưa biết. Chưa biết à? Chưa biết. Niềm tin và cái sự thoải mái. À. Cho nên là xem hôm nay thi như thế nào. Tại vì là cơ của mình thực sự là đánh rất là hay, nhưng mà có hôm đánh rất là hay không được đánh. Cho bình thường. Có một kia để idol Việt Nam này đó. Nhưng mà sao? Xem tên OK, cảm xúc của Caramel ngày hôm nay thế nào khi đến đây tham dự cuộc thi đầu tiên của Việt Nam sau gần ấy năm bỏ nghề? Mình cũng mới học lại thôi, mới luyện lại thôi. Sự là cũng tay rất là yếu. Và hôm nay không biết là thi thế nào, nhưng mà để xem hôm nay đối thủ mình là ai. Thì mình cũng mới luyện được mấy tháng thôi. Nên là lần này có dịp về Việt Nam chơi, cho nên mình tham gia cuộc thi ở câu lạc bộ Hoàng Sao ở quận Gò Vấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay có đến 96 cơ thủ thi. Thì để xem hôm nay đang thế nào, bởi vì là mình mới luyện lại, cho nên là tay nghề mình kiểu lúc lên lúc xuống. Còn đấy mà khi mà nó mà một cái đẳng cấp lúc nào cũng đi tại đường thẳng ấy, thì nó sẽ tốt hơn.
quan trọng là giấc ngủ này và cái thần thái mình hôm nay thế nào. Thực sự là đêm rồi mình ngủ được 5 tiếng cho nên không biết rồi. Cho nên mong là cái ly cà phê Việt Nam này sẽ giúp mình để vượt qua những khó khăn hôm nay, những thử thách của niềm đam mê này đã được bỏ quên sau 10 năm đúng không? Thì sau gần ấy 10 năm thì bây giờ chơi lại thì kiểu cũng sẽ mất một thời gian để có thể lấy lại cái cơ của mình như hồi trước mình có nha. Mất một thời gian và mất một cái sự tập trung. Đúng rồi. Vì cái môn này rất là khó, mình nói là từng milimit một ấy, dịch sai một chút thì gây khó khăn cho mình, thì mình phải ok. Như Caramel thấy thì bàn của Hoàng Sao Bia thì có được cái tiêu chuẩn nhỏ để thi quốc tế không? Không, nếu thi quốc tế thì nó phải nhỏ một nửa. Nhỏ hơn nữa. Nhỏ hơn nữa, và cái này là cái lỗ này vẫn 2 bi vô được đúng không? Không vô được. Nhưng không, mà ý là để đặt được 2 bi đấy. Không, đặt được 2 bi nhưng không vô. Nhưng có nghĩa rằng là cái tiêu chuẩn này là đi thi những cuộc thi như này rất là tốt. Bởi vì mình đánh dễ vô hơn, mình được học tập. Cho nên cái bàn này rất là tốt. Và có vẻ như là hôm nay là cũng như là Tiên cảm thấy là Caramel rất là vui khi được đến đây để tham gia cái chương trình này, và cũng như là thực hiện cái đam mê của mình ngay tại đất nước của mình đúng không? Đúng rồi, chính xác. Và hôm nay cũng đặc biệt là có anh Hoàng Sao ngoài kia. Hello. Đây là anh Hoàng Sao. Tiên và Caramel được xem những cái cuộc thi của anh thi quốc tế. Và rất là cũng hay theo dõi những cuộc thi của anh nữa. Cho nên là mình sau đợt này mình về Việt Nam thì mình cũng muốn là đến ủng hộ cái câu lạc bộ của anh. Hello. Đây là anh Hoàng Sao đang chơi. Đó, đây là cầu thủ và cũng như là nhà tổ chức ngày hôm nay. Đây là đội tuyển. Anh này, cầu thủ xuất sắc của Việt Nam đây. Chính xác. Tại vì khi mình đi xem những cái cuộc thi như là US Open hoặc là Travel mở rộng ấy, thì là anh Hoàng cũng có tham gia, và mình ấy cũng theo dõi và xem những cái trận đấu của anh Hoàng. Và cũng thấy anh Hoàng là một người đánh rất là trầm tính, có nghĩa là gương mặt lúc nào cũng gọi là yên tĩnh, bình tĩnh. Giống như Caramel vậy. Caramel cũng thế hả? Có nét hơi buồn, không được chưa thích cười bao giờ. Bây giờ thắng một trận đấu rất là nhiều nhưng mà cũng... Các nhà thấy là câu lạc bộ của anh Hoàng Sao thì rộng 1.600m2. Có hơn gần 60 cái bàn. 56 cái bàn là một cái sao? Bé đọc trong cái tờ quảng cáo là gần 60 cái bàn. Đấy hả? Đó. Thì chỉ một trệt này thôi, nhưng mà những chi nhánh ở ngoài Hà Nội của anh thì có 3 tầng hả? Đây là không không phải hả? Không phải. Của anh khác hả? Của câu lạc bộ khác. Mẹ Việt Nam ăn Tết du lịch. Dạ vâng. Em ở bên Thụy Điển. Rất vui được hoàn anh. Sao mình quay đi? Đây đừng bắt tay với idol đây, này. Đây idol của anh Caramel của Tiên đây. Của Đăng Tê đây. Vừa rồi là anh có cái chung năm ngoái anh đi Đức thì ở bên Tây Ban Nha không? Vâng, em có cả Đức cũng Tây Ban Nha. Vâng, sắp tới là có đi châu Âu nó. Em biết là Thụy Điển thì không có tổ chức những Swedish Open đâu, nhưng mà đúng nó... Thụy Điển thì này gần như là không thấy sự kiện nào. Không thấy sự kiện, bởi vì cầu thủ Thụy Điển nên là mấy năm vừa rồi là giảm. Nhưng mà chỉ có muốn gọi là ông Marcus Chamath ấy, là gọi là biệt danh là Napoleon ấy, nhưng mà cách đây khoảng chục năm trước ấy, rất là đánh giỏi. Nhưng mà hình như là dạo này đánh rất là kém, 10 năm vừa rồi đánh rất là kém. Nhưng mà có một cầu thủ nhí ấy, đã được đăng báo Việt Nam, tên là Walter Laikre, nó có 14 tuổi thôi mà vô địch quốc gia của Thụy Điển cũng được như là một hai lần. Tại vì cách đây mấy tháng trước là được đăng báo chí của tạp chí của Việt Nam luôn đấy, nhắc về cái cậu bé đó. Tại vì bây giờ châu Âu đang phát triển phong trào trẻ mạnh mẽ lắm. Đúng, chính xác. Em nghĩ là thời gian tới thì sẽ còn rất là nhiều tài năng ở châu Âu. Dạ vâng, đúng rồi, châu thực sự là họ phát triển tốt bởi vì là cái nền giáo dục và các sự kiện và nói chung là cái điều kiện của họ ấy, họ được luyện từ hồi nhỏ. Tại vì là ở bên đó là kinh tế nó cao cho nên trẻ con cứ đi gọi là tập thể thao hoặc là theo đam mê của mình, bố mẹ ủng hộ hết mình cho nên nó được gia đình đưa. Chính xác, chính xác. Họ bắt đầu từ tầm nói chung là họ cao sớm ấy, họ sẽ cầm tầm 7 tuổi là bắt đầu họ có thể tập tập đứng tới cái bàn rồi với tới là có thể đánh được. Đúng rồi, chính xác, chính xác, chính xác. Cho nên là cầu thủ nhí bên châu rất là nhiều, nhưng mà bên châu Á mình đâu thua kém gì đâu, từ dần dần sẽ có ạ. Châu Á mình thì lại cơ bản ngang. Vâng, dạ. Em thấy rất là mình bên Philippines là nhiều. Philippines nhiều lắm. Tại vì cuộc sống ở đấy thì Mobia là một trong những có thể đủ đời. Cũng là một nơi có thể đủ đời.
Vâng, chính xác. Việt Nam mình bây giờ cũng rất nhiều. Đúng rồi. Bây giờ cũng bắt đầu là có những bạn trẻ bắt đầu đam mê, thậm chí có 10 tuổi, 8 tuổi hơn một chút. Đấy thì sẽ rất là thuận lợi nếu như mà chơi ở cái tuổi đó. Dạ, đúng rồi, dạ chính xác. Vâng, xin hỏi anh cái câu lạc bộ đã ăn thành lập bao lâu rồi? Em thành lập được hơn 1 năm rồi. Từ lúc em về đến giờ là lần thứ 3 em đến đây. Yeah. Và đến chơi. Rồi anh biết không, từ khi biết mà có lịch về Việt Nam mà phát hiện là anh có câu lạc bộ ở đây, tại vì em cũng ở đây. Em ở đây từ nhỏ tới lớn mà. Phát hiện đó là trời ơi, phải đến đây liền, phải đến đây tập liền. Trong khi ở Sài Gòn tụi em đặt khách sạn ở quận nhất biết bao nhiêu cái câu lạc bộ nhưng mà vẫn thích anh thôi. Tại vì là theo dõi của anh từ bên Thụy Điển mà. Từ cái trận đấu của anh luôn á. Cái này cũng rất vui. Thì nếu mà có dịp như kiểu bên Ba Lan, Đức hay là Tây Ban Nha, tại vì cũng châu Âu thì cũng biết là vì em cũng không rành lắm nên là không biết không. Là bên đấy có gần nhau không? Rất là gần, nói chung là Đức, Ba Lan, châu Âu, rồi em đi như là đi chợ. Bởi vì chuyến bay từ thành phố em đi, em ra sân bay của bên nhà em ở đây là cách có 20 phút thôi. Mà em hay đi hơn tháng là đi nước ngoài, gọi là đi cuối tuần đi, gọi là đi shopping ấy, anh hiểu, đi mua sắm như vậy. Em đi thường xuyên thì vâng, lần sau nếu mà có sự kiện open như vậy trong châu Âu thì em cũng cố gắng em đến rồi là mình sẽ giao lưu với nhau nữa. Vâng, đúng rồi, còn nếu mình cần hỗ trợ giúp cái gì thì cứ hỏi qua em được thông tin đẹp. Mình sẽ nói chuyện sau, nếu mình cũng phải kết bạn với nhau, cũng vui. Có biết Hoa thì không anh? Dạ không, xong biết anh biết dân dân tán dốc, xong rồi biết Sweden. Đấy, anh biết rồi. Hôm nay thì rất là đông, tới tính tận 96 cơ thủ đến đây để tham gia giải hôm nay. Và cơ cấu giải thưởng là lên đến 10 triệu đồng. 10 triệu Việt Nam đồng cho cái giải thưởng dành cho người thắng cuộc ngày hôm nay. Em gặp rất là nhiều người bên đấy nhưng mà lại tiếng Việt là biết rất ít. Ba mẹ cũng là người Việt. Quan trọng là ba mẹ giáo dục từ nhỏ đó. Bà sinh học hỏi mà tại vì lúc đó thì là anh ấy rất thích Việt Nam, rất quê hương cho nên năm nào cũng về chơi, năm nào cũng về chơi. Năm nào anh cũng về chơi. Năm nào cũng về chơi nhưng mà đó là từ lúc mình gọi là từ trung niên cho đến thời bây giờ, đến tuổi bây giờ ít về hơn chút nên năm nào cũng về. Cho mấy năm vừa rồi ví dụ là 5 năm, 6 năm vừa rồi là thường đi châu Âu du lịch nhiều hơn là về Việt Nam. Tại vì cái thời gian mình về Việt Nam mình không về nữa, thì mình đi châu Âu nhiều hơn cho nên mình đi du lịch, mình khám phá trải nghiệm cuộc sống. Ở các nước. Em thích châu Âu lắm. Đi học thoải mái luôn. Ok, bây giờ mấy anh em mình chụp tấm hình kỷ niệm nha. Ok, chụp tấm hình kỷ niệm nha. Hey hey, và là comment, chào mừng mọi người đến với kênh Cẩm Tiên TV nha. Và hôm nay là một dịp rất là đặc biệt vì Tiên đã hội ngộ một idol trong làm đam mê của Tiên cũng như là của Caramel. Ta-da, đây là anh Hoàng Sao. Xin chào mọi người. Dạ. Hiện tại là em đang có mặt tại câu lạc bộ của anh, thì anh có thể giới thiệu chút sơ nét về câu lạc bộ của mình không ạ? Thì câu lạc bộ mình thành lập được mới được hơn 1 năm. Yeah. Và đây là một câu lạc bộ là lớn nhất ở khu vực Gò Vấp. Yeah. Và đây là một câu lạc bộ có mặt tiền đẹp và với diện tích này thì đây được là một trong những câu lạc bộ khá được mọi người quan tâm ở Sài Gòn. Yeah. Và những cái bàn thi đấu ở đây là đều là những cái bàn chuẩn quốc gia. Yeah. Quốc tế và với diện tích này là mình để được tổng cộng là 56 cái bàn ở đây. Dạ. Thực sự là em rất là tự hào vì em là người con Việt Nam và cũng như là một đứa con được sinh ra tại đất Gò Vấp này. Cho nên là khi mà mình có được một em nghe tin anh có thể là mở và khai trương được một cái câu lạc bộ pizza lớn như thế này tại Gò Vấp thì thực sự em rất là tự hào về anh cũng như là về đất nước Việt Nam mình, bởi vì càng ngày càng phát triển về cái những cái bộ môn thể thao và nhất đặc biệt là cái bộ môn pizza này. Đó. Cũng như là được tin được biết, cũng như là tin theo dõi rất là nhiều trận đấu của anh Hoàng Sao ở nước ngoài và cũng như là trong nước nữa, nên là hứa hẹn một ngày nào đó khi mà anh có thể đi thi đấu ở châu Âu, có những cái chuyến công tác ở châu Âu thì hy vọng anh em mình sẽ có dịp gặp nhau và giao lưu với nhau, cũng như là có những cái giây phút mà giao lưu pizza với nhau nữa. Thế thì thực sự là rất là tuyệt vời, bởi vì là mình là những người con xa xứ khi mà đi ra nước ngoài đánh ấy. Yeah. Thì cũng nếu mà được gặp một người Việt Nam nào đó rồi là cùng chung sở thích, rồi là có thể cho mình những trải nghiệm ở một cái đất nước mà mình không biết, rồi văn hóa, rồi là phong tục, rồi là gọi là sống, rồi lại tham quan được những địa danh thì đúng là đấy là điều tuyệt vời nhất đối với mình. Giống như là mình có thêm một người thân ở nước ngoài vậy. Đúng, giống đúng như rồi, là đúng. Có thể là hỗ trợ, cũng như là Tiên cũng như là cũng rất là vui và Caramel cũng rất là vui để có thể là hỗ trợ anh Hoàng Sao trong những chuyến công tác khi ở châu Âu, và đặc biệt là Caramel là niềm đam mê của Caramel nữa, đúng không?
Và hôm nay Caramel có mặt ở đây để thi đấu trận giải do anh Hoàng Sao tổ chức tại câu lạc bộ Hoàng Sao Bia có tại khu vực Gò Vấp, cụ thể là đường Nguyễn Oanh. Số bao nhiêu đường Nguyễn Oanh? 152 Nguyễn Oanh. 152 Nguyễn Oanh nha cả nhà. Khi mà cả nhà thấy là cái không gian rất là rộng, anh có thể quay giúp em đấy. Đó, không gian xung quanh, không gian rất là rộng. Và hiện tại chúng ta sẽ có khoảng 96 cơ thủ cho ngày hôm nay. Rồi, một số lượng rất là khủng. Vì lúc đầu là theo em thấy trên thông báo là tầm khoảng 60 mấy người thôi, nhưng mà càng ngày cái số lượng của người tham gia, muốn tham gia và có nhu cầu muốn tham gia, và đặc biệt là muốn ẩm cái cúp cho cái mùa Tết này để thêm sự ấm cúng và thêm sự nồng nhiệt và có nhiều cái cảm hứng cho cái nền bia da của mình. Cho nên là hôm nay đã có tận 96 cơ thủ rồi cả nhà. Oh my god, có thể là cái cơ cấu giải thưởng ngày hôm nay có thể lên đến 10 triệu không mà nè. Cơ cấu giải thưởng cho giải nhất hình như là mình nhớ không nhầm lãnh quanh hình khoảng gần 10 triệu. Dạ, đó tầm khoảng đó. Wow, rất là motivation cho các bạn khi mà đến đây tham gia. Mà thật sự là Tiên thấy cái bộ môn này từ lớn, bé, thanh niên, trẻ và có cả những cô gái như Tiên cũng đến đây tham gia nữa. Là gọi là không phân biệt độ tuổi, không phân biệt giới tính, miễn là bạn có đam mê, miễn là bạn có cái sự phấn đấu trong cái bộ môn này thì bạn dù là ai bạn cũng sẽ có thể phát triển tốt và có thể đánh trực tiếp với anh Hoàng Sao luôn. Một chút bật mí nhỏ là hiện tại mình đang muốn phát triển phong trào, yeah, và tạo điều kiện cho các bạn được thi đấu cọ sát với nhau. Thì mình câu lạc bộ mình luôn luôn là một câu lạc bộ muốn hướng đến một cái phong trào trẻ, yeah, tốt, yeah, và có thế hệ tương lai. Yeah. Và một vật lý nhỏ nữa là những cái giải gần đây của bên mình thực sự là rất là thu hút các bạn trẻ, như những giải vừa rồi là, yeah, chỉ trong vòng khoảng 10 tiếng thôi là câu lạc bộ mình đã full slot 128 bạn, wow, nghiệp dư, wow, những bạn trẻ và đa phần là bạn học sinh sinh viên đến tham dự. Dạ, thì đợt đó là hơi tiếc cho Caramel vì Caramel không có lịch trình về trước đó, chứ trước đó là Caramel thấy là có một cái trận đấu giao lưu giữa sinh viên học sinh. Nhưng mà lúc đầu thì Caramel chưa đọc kỹ, tưởng là giải đấu bình thường á, nên có vẻ là hơi bồi ngồi, hơi tiếc nuối. Sau đó là khi mà đọc kỹ lại, ôi, dành cho học sinh sinh viên thì thực sự là em cũng cảm thấy là rất là hay. Bởi vì là khi mà từ bên ngoài vào cái khu vực cổng đó cả nhà, thì Tiên đã thấy được cái anh đã có để một cái poster là đào tạo cơ bản môn bia này luôn. Là cụ thể như thế nào? Cụ thể là ở đây mình muốn tạo ra một cái khái niệm rồi là tạo ra những cái cơ bản, yeah, và những cái đấy là hoàn toàn là miễn phí cho các bạn trẻ. Bởi vì ở đây thì có những cái cơ thủ giỏi, yeah, hiện tại là đang làm ở đây và đang hỗ trợ ở cái việc là phát triển phong trào, yeah, thì những bạn mới biết chơi và những cái bạn có thể đang muốn theo đuổi thì câu bộ đều hỗ trợ những cái việc căn bản để các bạn có thể là ở hình thành cái việc là chơi như thế nào cho đúng và làm thế nào để chơi được tốt. Dạ, đúng rồi. Thật sự là câu lạc bộ bia ở Việt Nam mình thì có rất nhiều, nhưng mà để có một câu lạc bộ mà chuẩn đào tạo cũng như là cái không khí chuyên nghiệp như thế này á, thì là phải có sự chuyên nghiệp từ anh Hoàng Sao và đội ngũ ekip và các bạn cùng làm mới tạo nên được cái không gian này. Bởi vì là từ hồi xưa mọi người đều có quan niệm cái bôn bia này thì là nó không được ok cho lắm, đúng phải không rồi, anh ạ? À? Và đặc biệt là đối với nữ giới như em, hồi đó là ba em chơi bia phân rất là giỏi. Nhưng mà em mỗi lần đi theo ba thì rất là thích chơi, nhưng mà ba lại bảo là con gái thì không nên chơi bia, bởi vì là cái môi trường nó sẽ rất là hơi phức tạp một chút. Nhưng mà ngày nay cả nhà có thể thấy là xung quanh Tiên là những em cơ thủ vẫn ngồi sắp lớp đó, và cũng như là từ những em nhỏ cho đến là những người những bạn gái ở độ tuổi như Tiên hoặc có thể lớn hơn nữa vẫn chơi được bộ môn này. Bởi vì cái môi trường ở đây rất lành mạnh, rất là thể thao, và các gia đình mà có ba mẹ và có em nhỏ tham gia bộ môn bia này thì hãy nên khuyến khích các em nhỏ đây để phát triển cái tài năng của chúng nó nha. Đúng rồi. Và trên châu Âu thật sự là như Caramel cũng đã đang thấy cũng đã kể cho anh nghe là các em những bạn đó chỉ được ba mẹ hỗ trợ, rất là hỗ trợ, đúng rồi, chỉ mới 13-14 tuổi thôi, vô địch quốc gia và đi thi quốc tế luôn, đánh gọi là tầm cỡ là cái level là elite professional, nên là rất là ngạc nhiên. Bởi vì những em đó mặc thì còn bún ra sữa nhưng mà đi cơ rất là chuyên nghiệp. Cho nên là đúng rồi, cho nên hy vọng Việt Nam mình cũng sẽ có những cơ thủ chuyên nghiệp như thế nha. Và em cũng cảm ơn anh có sự có mặt ngày hôm nay và cho em xin được bắt tay anh cái. Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ. Cảm ơn chiến sĩ.